hiệu trưởng đang phát biểu đến những lời quan trọng trong buổi tọa đàm. Đột nhiên có một con chó ra hiệu cho mọi người cảnh giác. Đám đông lập tức như có kẻ thù và hoảng hốt, liền mau chóng sơ tán ngay. Chuyên gia gỡ mình cẩn trọng mở cái hốc ra. Sau đó, do con chó nhầm lẫn chân giò hun khói thành quả bom, nên vì thế mà nó bị mất việc, lại còn bị tống vào chuồng nhốt lại. Một vị tiến sĩ đến phòng thí nghiệm. Nhưng mà các bạn thấy đấy, nhìn biểu cảm gương mặt của ông ta và trợ lý của mình, chắc chắn họ không phải là người tốt đẹp gì. Sheriff Zan là chuyên gia về thí nghiệm di truyền gen của động vật. Ông ta nói muốn thay đổi cách huấn luyện đối với con chó này. Ông ta cầm một cây xi lanh to ra chuẩn bị chích cho con chó. Con chó vừa nhìn thấy, trời đất ơi, này là tiêm vaccine phòng bệnh đó sao? Nó liền vắt chân lên chạy mất xác. Hai người họ thật ngu ngốc, có thế mà cũng không bắt được nó. Trong lúc chạy trốn, nó làm đổ hết tất cả các lọ thuốc để ở trên giá. Nào là đỏ, lam, vàng, lục đều đổ lên khắp người của nó. Nó cảm thấy bản thân hình như có một chút thay đổi. Tên tiến sĩ mau chóng bấm nút đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Nhưng con chó giống như một viên đạn cứ thế mà xuyên cửa bay ra. Tên tiến sĩ thấy vậy liền ngây người ra. Sau khi bỏ trốn, nó trở thành một con chó lang thang. Bởi vì thân hình thấp bé nhỏ con mà còn đi lang thang nên bị những con khác ức hiếp. Trong lúc hoảng loạn, nó đâm phải xe của Marvin Graham's Livingstone. Ông tốt bụng đã ôm nó lên xe của mình và đưa về nhà. Ông ấy và con trai đặt cho nó một cái tên, đó là Bắt Đe Bôn. Cứ như vậy, con chó cuối cùng cũng đã có nơi ăn trốn ngủ rồi. Giống như những con chó bình thường khác, đói thì nó tự đi kiếm đồ để ăn. Kết quả của việc tự ý lấy đồ ăn là nó mau chóng liếm sạch hết thức ăn dính trên tường. Như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Lúc này, một người giao bưu kiện đến và phải bắt Đe Bôn khiến nó có người để trêu chọc. Nó tùy tiện sủa hai tiếng, khiến ông một phen hú vía. Làm gì để hết nhàm chán đây? Chơi bóng xem nào. Bóng văng xa quá nó không với tới. Ra sức một chút, đợi đến khi Pet trở về nhà, khắp nhà như một bãi chiến trường. Điều này còn chưa là gì, con chó ngay trước mặt cậu đang nói chuyện với cậu. Việc này khiến cho cả thế giới của Pet hoàn toàn sụp đổ. Họ tới công viên để đi dạo. Vừa hay cậu gặp phải cô bạn cùng lớp của mình, mà Bắt Đe Bôn cũng nhìn thấy được đối tượng mà nó yêu trong suốt cuộc đời. Nó tới chỗ của cô ấy bắt chuyện, nhưng cô bé xinh đẹp ấy lộ rõ vẻ không một chút hứng thú gì với nó. Pet nhặt ra một cái đĩa bay từ trong thùng rác, tiện tay ném nó đi. Bắt Đe Bôn hạ quyết tâm phải đi nhặt nó lại. Tốc độ này có thể so sánh với tốc độ dịch chuyển của không gian. Pet vẫn không từ bỏ hy vọng. Pet nhặt lên một cành cây muốn cho Bắt Đe Bôn đem chôn xuống dưới đất. Kết quả, chỉ trong phút chốc, nó suýt nữa thì đã đào tới tận lớp dầu khí. Pet thấy vậy vô cùng hoảng loạn. Con chó này nhặt một cái đĩa bay thôi mà đã nhanh tới mức có thể đi vòng quanh một vòng trái đất. Chỉ nhờ vào sức mạnh của hai cái chân, trong chốc lát đã khiến cho chiếc xe hơi lập tức dừng lại. Tùy tiện gào lên hai tiếng, có thể thổi bay toàn bộ lông của đối thủ. Bắt Đe Bôn nhàn rỗi đã sử dụng năng lực đó, nghe lén cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh. Đột nhiên nghe thấy bạn học của Pet và nữ thần của mình sắp gặp nguy hiểm, nhanh chóng chạy qua đó cứu trợ. Chỉ thấy rằng nó càng chạy càng nhanh, đột nhiên nó bay lên không trung. Điều này đã khiến cho nó nhận thức được siêu năng lực của mình. Bắt Đe Bôn dùng tốc độ bình thường của tên lửa xuyên qua những cái hẻm nhỏ ở chợ, nhưng do không biết đường nên đã trực tiếp bay thẳng vào trong tòa nhà lớn. Sức mạnh đó có thể so sánh với viên đạn xuyên giáp mạnh nhất, cho dù là thủy tinh, bàn, thậm chí là tường đều không thể ngăn cản bước chân của nó. Tại thời điểm then chốt, cuối cùng nó cũng đến kịp. Nhưng nó vừa mới biết là mình có thể bay được, nên kỹ thuật này vẫn chưa được rèn luyện nhiều. Cứ như vậy mà đánh bừa tông bừa, cuối cùng cũng cứu được hai người bọn họ. Pet sau khi trở về nhà thương lượng với Bắt Đe Bôn, từ nay về sau không được sử dụng siêu năng lực ở bên ngoài nữa, để tránh gây ra sự hoang mang cho mọi người. Nhưng vừa đạt được sự đồng thuận, thì có một con mèo ở phía xa lại không ngừng khiêu khích nó. Kết quả thoát một cái, con mèo đã bị trở lên trên cây. Pet cầm một quyển sách mang tên Phương pháp huấn luyện chó. Cậu muốn huấn luyện các hành động của siêu khuyển này giống với những con chó bình thường, nhưng kết quả thất bại. Những động tác ngồi xuống, nằm xuống, xoay vòng, đối với một con chó nghe hiểu tiếng người như Bắt Đe Bôn mà nói thì cơ bản là không có tác dụng. Pet dứt khoát chọn từ bỏ. Nếu như đã có siêu nhân, vậy thì có siêu khuyển cũng hợp lý mà. Thế là Pet bắt đầu làm quần áo cho Bắt Đe Bôn. Nhưng gu thẩm mỹ này thực sự không thể tưởng tượng được. Sau cùng cậu ấy lấy bộ đồ cũ của ba mình ra để làm một bộ đẹp hơn. Từ đó, thành phố này lại có thêm một con chó bảo vệ. Nó có thể tấn công tội phạm, cứu trợ trong lúc xảy ra hỏa hoạn. Nếu không có việc gì, nó còn tham gia cuộc thi vô bự bự. Tốc độ bắt đĩa bay cũng được liên tục duy trì và nâng cấp. Thỉnh thoảng nó đi dạo một vòng trái đất, còn được thưởng thức món gà cung bào. Ngày hôm nay chiếc xe hơi của một ông chú bị mất phanh. Ông sắp tông phải những học sinh đang tan trường. Lúc này siêu khuyển từ trên trời bay xuống, cắn vào cái đỡ va của ô tô. Ngàn cân treo sợi tóc, xe lập tức dừng lại. Nhưng những người ở trên đường không gặp phải tai ương. Có gì nói đó, bộ cảm của xe Mỹ thật sự rất mạnh. Bắt Đe Bôn đã trở nên nổi tiếng và cũng không còn là một con chó độc thân nữa rồi. Trực tiếp được sự tôn trọng của nữ thần của lòng mình, chúng nó cùng nhau bay lượn đến cùng trời cuối đất, còn cùng ăn mòn y trong công viên của không trung. Điều này khiến cho Bắt Đe Bôn thấy mình như một đại gia, cảm giác thật sảng khoái. Nhưng trong lúc đó, tiến sĩ đã chú ý ra rằng siêu khuyển này chính là con chó bỏ trốn ra khỏi phòng nghiên cứu lúc trước. Ông ta cho người cải trang thành một người phụ nữ bị treo lơ lửng ở ngoài cửa sổ, dẫn dụ Bắt Đe Bôn đến cứu người. Quả nhiên, nó đã mắc bẫy. Nhưng khả năng bay của si không tốt, lỗi này mãi vẫn chưa được khắc phục.
May mà trước lúc bà ta sắp rơi xuống đất vẫn cứu được người. Trong lúc mọi người đang tung hô, cấp dưới của ông đã một dây trói bắt Debon lại. Mày nói xem, chỉ dựa vào một chút IQ như mày mà dám làm kẻ phản bội sao? Mày biết cầm dây xích đi mà bắt siêu nhân à? Kết quả tự nhiên thành bi kịch rồi. Những du khách trên con đường này nhìn thấy mà cảm thấy thương xót dùm. Nhưng bắt Debon cuối cùng cũng thoát ra được, lộ ra địa chỉ của gia đình. Con chó này là minh tinh của thành phố, nó có thể tập kích tội phạm, cứu các em học sinh khỏi nguy hiểm. Không có việc gì thì đi hẹn hò. Do địa chỉ bị bại lộ nên tên tiến sĩ rất nhanh đã bắt được Marvin, đồng thời ép ông ấy giao ra siêu khuyển. Lần đầu tiên ông thấy có kẻ bắt cóc không đòi tiền mà đòi chó. Chỉ đành gọi to tên của bắt Debon lên. Cách xa hàng mấy cây số nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của ông chủ. Lập tức nói với Pet là nó cần phải đi cứu người. Nhưng Pet một mực đòi đi cùng. Thế là Pet cùng với máy bay riêng của mình bay lên trời. Chỉ là nhìn có vẻ hơi không an toàn. Không lâu sau thì người cùng với chó cứ thế ngu ngốc tiến vào địa bàn của ông tiến sĩ. Dưới sự uy hiếp của hắn ta, bắt Debon đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà uống viên thuốc màu đỏ vào và trở lại thành một con chó bình thường. Tên tiến sĩ này có thuốc điều chế siêu năng lực, đưa thuốc đó cho ba con chó của hắn uống, dẫn theo chúng nó đến tìm hiệu trưởng. Nhân vật phản diện mà, cuối cùng chơi một cái gì đó đặc biệt đi. Marvin và con trai đã cởi được trói, dẫn theo bắt Debon đến hội trường của hiệu trưởng. Tuy là giờ không có siêu năng lực nữa, nhưng nó vẫn muốn làm điều gì đó. Nó trèo vô lỗ thông gió, nhưng lại không cẩn thận té xuống dưới hội trường, ở trên quả cầu trái đất xoay mấy vòng. Không ngờ tốc độ xoay ngày càng nhanh, quả cầu lăn ra ngoài, đúng lúc va phải hiệu trưởng khiến ông ngất xỉu. Mà bắt Debon cũng vừa may té xuống ngay trên người của tên tiến sĩ. Viên thuốc màu lam rớt xuống đất, nó lập tức ăn vào. Siêu năng lực được hồi phục lại, tên tiến sĩ ra lệnh cho ba con chó của mình tấn công bắt Debon. Trong tình huống mọi người đều có sức mạnh siêu nhiên, bốn chân của bắt Debon khó mà thoát khỏi 12 chân của bọn nó. Tự nhận thấy bản thân đánh không lại, nó liền đứng lại và bắt đầu nói chuyện. Dùng võ không được thì ta dùng văn. Quả nhiên ba anh em bốn chân này đã bị thuyết phục, liền quay sang khống chế tên tiến sĩ lại. Sau khi có lại sức mạnh siêu nhiên của mình, bắt Debon nhanh chóng tìm Pet để lấy quần áo của mình. Suy cho cùng, nếu không thay đồ thì làm việc sẽ không đạt hiệu suất. Tiến sĩ cuối cùng đã bị bắt, nhưng ông ta kích hoạt quả bom đã đặt sẵn ở trên sân thượng. Mà Thúy Hoa bọn họ bị trói ở trên lan can tầng thượng đang thảm thiết kêu cứu. Bắt Debon cứu bạn của Pet trước, sau đó ngậm quả bom đưa đến bãi đất trống và đào một cái hố. Kết quả là đào quá sâu, không kịp thời gian để bay ra ngoài, nó giống như pháo kết bị nổ tung lên và văng ra ngoài. Chuyến bay lần này bay ra khỏi ngoài trái đất, bắt Debon còn gửi lời chào tới các phi hành gia, sau đó rớt xuống đất, khiến cho mặt đất thành một cái hố lớn. Nhưng nó lại không bị thương gì hết, chỉ là cái đuôi bị cháy một chút. Vóc dáng này thực sự hữu dụng. Phim tới đây là hết. Hãy nghe lời tôi, mau đi xem thử con chó nhà bạn có năng lực siêu nhiên hay không. Biết đâu có mà bạn không biết thì sao?